Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Nhân dịp RTX 4070 Ti ra mắt thì mình đã làm sẵn cho anh em một cấu hình để anh em có thể tham khảo. Quay trở lại một chút đi. Lật ngược lại năm 2022, nghe từ hơi xa nhưng có thể là cách đây có một vài tháng thôi. Thì anh em đã nhìn thấy thông tin là 4080 có hai phiên bản. Tuy nhiên thì bùm một cái, 4080 chúng ta có một phiên bản thôi. Và chúng ta đã có một phiên bản khác, đó là RTX 4070 Ti. Thì đây sẽ là một sản phẩm mà mình nghĩ là nhiều anh em có vẻ là quan tâm đấy. Nó sơ qua một chút về 4070 Ti đi. Thì cái phiên bản mình đang có ở đây là đến từ Corafun iGame. Corafun thì ngày xưa anh em nhìn thấy mẫu card đồ họa trông nó hơi nhỏ nhỏ một chút, trông bé bé xinh xinh, nhưng bây giờ thì trông sản phẩm đã hầm hớn một chút rồi. Trước khi đi vào thông số cũng như là về phần cái hiệu năng của 4070 Ti thì mình sẽ nhìn thẳng một chút về mặt ngoại hình của sản phẩm đi. Thì cái phiên bản này thì là do bên Corafun gửi sang cho mình, thì một phiên bản cũng gọi là cao cấp rồi. Anh em nhìn thấy được là ở đây là một vài phụ kiện đã mang ra ngoài, đó chính là đây. Ở đây là một cái màn hình, đây cũng là một cái màn hình nữa. Thì với hai cái màn hình phụ như này thì chúng ta có thể hiển thị những cái thông số, tất nhiên là anh em vẫn phải cài đặt vào. Thì đây mình sẽ lấy ra cho anh em nhìn. Thì hai cái màn hình này, đây một cái màn hình như này nhỏ nhỏ ở đây thì anh em có thể đặt được bất cứ vị trí nào, bởi vì nó kết nối thông qua cổng USB. Anh em có thể đặt lên bàn này hoặc là để trực tiếp vào trong vỏ cây, và chúng ta có thể gắn lại trực tiếp với sản phẩm có 5 châm hút, nó cực kỳ nhanh. Thêm vào nữa thì ở đây cũng là một cái màn hình LED nữa, và anh em hoàn toàn có thể tháo ra và ấn vào ngay lập tức. Rồi quay trở lại với RTX 4070 Ti đi. Thì về mặt cơ bản dòng 4000 series năm nay thì mình nghĩ là chắc phải xuống đến những cái dòng thấp hơn đấy thì mới có những hệ thống có card họa nó mỏng một chút. Còn với những cái phiên bản có thể nói là top đầu ấy thì hầu hết đều là hệ thống tản nhiệt siêu dày. Anh em nhìn thấy được cái kích thước của sản phẩm là cực kỳ ấn tượng, và cái độ dài nữa thì đây là một vỏ cây khá lớn. Thì cái thông thường những mẫu card họa này sẽ dài khoảng 36 cm, thế nên anh em cần phải lựa chọn những cái vỏ cây nó hỗ trợ support GPU nó tốt một chút để tránh cái tình trạng gọi là cấn card họa khi mà chúng ta cắm vào. Còn về cái điện năng tiêu thụ của sản phẩm thì ở trong vỏ hộp thì vẫn sẽ đi kèm theo là cổng hai pin microfin. Tuy nhiên thì ở trên thị trường sẽ có khá là nhiều những cái bộ nguồn đã support thẳng cái cổng 12 pin rồi, và ở đây mình có bộ nguồn. Cái dây này không phải dây theo kèm nhé, cái dây này là dây có sẵn trong bộ nguồn và cung cấp tối đa là 600W điện, tức là vẫn có thể cắm lên RTX 4090 và ép xung thêm. Và em card đồ họa này tiêu thụ ít hơn hẳn luôn, chỉ khoảng 300W điện, và chúng ta sẽ không thể kéo điện thêm cho em nó. Rồi, chúng ta sẽ đề cập đến phần thông số của sản phẩm đi. RTX 4070 Ti sẽ có tổng cộng là 7680 nhân CUDA và 12GB VRAM GDDR6X. Và để cho anh em dễ hình dung hơn thì 4070 Ti sẽ có hiệu năng tương đương khi so với 3090. Và chỉ cách đây khoảng chừng 5 rưỡi thôi, 3090 có thời điểm bán lên giá 60 triệu đồng. Và bây giờ thì 4070 Ti, nếu như anh em nào mà mua ở bên nước ngoài thì có thể mua được mức giá khoảng chừng là 24-25 triệu. Còn về Việt Nam thì mức giá tất nhiên nó sẽ phải khác đi một chút. Thế nhưng khi mà so với cái mức giá của 3090 thì cũng có vẻ tương đương đấy. Và trong khi cái giá thành của sản phẩm nó lại tốt, thì nếu mà để anh em chơi game ấy thì 4070 Ti theo như mình đánh giá thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi được game 4K. Tuy nhiên thì với tựa game 4K thì anh em sẽ cần phải chơi những tựa game online, còn offline thì sẽ phải tùy từng game. Còn tối ưu nhất như mình đang test ấy thì mình đã sử dụng để chơi game trên màn hình có độ phân giải 2K, thì tất cả những tựa game, kể cả những cái tựa game nặng nhất, anh em hoàn toàn có thể mạnh dạn kéo max setting để có thể chơi game sao cho mượt mà nhất. Rồi quay trở lại đi, thì để sở hữu được với 4070 Ti anh em sẽ quan tâm đến những mẫu CPU nào? Thật ra thì CPU của hãng nào bây giờ trên thị trường nó cũng có hiệu năng quá mạnh. Thì ở đây, ở dưới đây mình đã cắm được là CPU Intel Core 5 với 3600K. Thì với Intel Core 5 thì lượng nhân thì chúng ta không cần phải bàn cãi rồi, quá nhiều. Thì cái yếu tố mà anh em đề cập đến ở đây đó chính là về phần nhiệt độ của sản phẩm khi mà tản nhiệt thì sẽ như nào. Nếu như anh em nào mà không phải là một cái dân chuyên, không biết cách điều chỉnh về mặt điện ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể để kệ cho em nó chạy cũng được. Tất nhiên thì khi đấy anh em phải đầu tư hệ thống tản nhiệt nó khủng, và cái điện tối ưu của em nó rơi khoảng chừng là 150W. Còn nếu anh em để cho thả phanh chạy tự do thì nó sẽ loanh quanh khoảng chừng là khoảng từ 180W đến 200W điện cơ. Thì lúc đấy hệ thống tản nhiệt chúng ta sẽ phải làm việc khá là nặng đấy. Thì ở đây mình đang có một hệ thống tản nhiệt đến từ Secotep. Ban đầu thì mình cũng đã có test thử qua ấy, thì mình nghĩ là bây giờ tôi thử để 180W xem cái nhiệt độ xem nó có mát mẻ hay không, thì đúng là ổn thật. Thì khi mà mình không điều chỉnh điện gì của CPU Intel Core 5 13600K thì cái nhiệt độ của em nó là dưới 80 độ C, cụ thể là khoảng 77, 78 hoặc là 79 độ C. Đây là thật ra DRAM tản nhiệt khá lớn, có 3 fan và DRAM 360.
giây của em nói thì cực kỳ dài. Đây thì đúng là mình đầu tư hơi quá đà thật. Thật ra thì với CPU Intel Core i5, anh em nào túi lại một chút thì sử dụng tản khí nó cũng mát cơ. Nhưng ở đây thì mình đầu tư hơi lớn. Thì khi mà mình đầu tư như vậy, khi mà anh em chơi game ấy, cái nhiệt độ của CPU ấy là cực kỳ mát mẻ. Khi nhiệt độ CPU chỉ loanh quanh khoảng chừng 50 độ C đó, anh em nào mà nhiệt thủ nhìn đấy thôi cứ phải gọi là quất luôn. Còn với GPU, khi mà Fermat thì nhiệt độ của GPU là 64 độ C. Còn khi mà chơi game thì không bao giờ đạt được đến cái nhiệt độ như Fermat. Thế nên anh em nào mà là nhiệt thủ thì cấu hình này là ổn đấy. Ở đây thì anh em nhìn thấy nhá, trong cái điều kiện test của mình ấy, mình không thật cắm thêm quạt, mình chỉ mở cái phần mặt kính này ra thôi. Bên trong có những gì thì nó sẽ như vậy. Mình test ở trong phòng điều hòa. Đây, đằng sau nếu anh em đầu tư hơn, chúng ta có sẽ có một cái quạt để đây nữa là đã tối ưu rồi. Còn nếu mà anh em làm có điều kiện hơn nữa thì ba quạt đằng trước, đảm bảo với anh em là cực kỳ mát mẻ luôn. Có một cái mẫu main đây, anh em trông thì trông hầm hố đúng không? Đây là main này, anh em đoán xem đến từ hãng nào. Đây không phải những cái main đến từ những cái hãng mà anh em thấy trên thị trường đâu. Đây là mẫu main CVN Gaming Frozen Z790D5. Nghe tên màu mè không, nhưng thật ra đây là main đến từ Colorful anh em ạ. Colorful bây giờ chúng ta cũng có được một số sản phẩm khá là ấn tượng đấy. Nhưng chỉ tiếc một chút là cạc phải màu trắng để cho phù hợp với main thôi. Quay trở lại vấn đề một chút đi, thì với Z790 thì rõ ràng đây là cái mẫu main chuyên dụng dành cho CPU Intel Gen 13 rồi. Nên là anh em cắm CPU Intel Core i5, i7, i9 lên để ok. Thì ở trên cái mẫu main này sẽ có một cổng cấp nguồn 8 pin và một cổng cấp nguồn 4 pin. Thế nên khi mà chúng ta sử dụng CPU nó cũng sẽ tối ưu hơn. Nhìn về mặt thiết kế của sản phẩm đi, ở đây trên vỏ hộp thì không biết anh em nhìn được không, nhưng mình sẽ cho anh em xem một số cảnh. Thì cái hệ thống cái gọi là heat sink tản nhiệt cho cái khu vực VRM làm khá là hầm hố, kể cả khu vực dành cho cái khe SSD nữa, khu vực làm cực kỳ nhiều. Tuy nhiên thì thế nhưng mình đánh giá cá nhân một chút nhá, thì hãng nên tối ưu một chút liên quan đến cái BIOS ở trong sản phẩm thì để cho nó tối ưu và dễ sử dụng hơn. Bởi vì khi mình vào mình tìm mình cũng phải mày mò khá lâu thì mình mới có thể điều chỉnh được một số những thông số. Bù vào một cái là BIOS nhìn khá là bắt mắt, đúng kiểu là mấy anh pháp sư đúng là làm mấy cái BIOS nhìn trông thú vị thực sự. Thôi quay trở lại vấn đề một chút, thì khi mà anh em cắm default lên thì mặc định thì hệ thống sẽ đẩy cho anh em cái bức điện ấy của CPU lên tối đa, tức là CPU sẽ bị đẩy thừa điện ấy, giống như câu chuyện mình phân tích liên quan đến việc là vì sao cái CPU Intel Gen 13 một số người bảo nóng ấy, ăn nhiều điện ấy, thì là do main nó sẽ bút thật nhiều điện vào cho CPU để CPU có thể bút được cái xung nhịp lên cao nhất có thể. Bởi vì là ở đây, vì ở đây là CPU Intel Core i5 13600K, cái xung bút khi mà kể cả anh em bút đa nhân cũng đã là 5.1GHz rồi. Đấy là cái mức xung rất cao và vì thế 180W thì cũng thường thôi, nhưng chả giờ mình lên được cái mức như vậy cả. Chơi game anh em thậm chí chỉ chơi khoảng chừng dưới 100W, còn anh em mà tối ưu hơn thì thôi, nhiệt độ khi mà để default khéo 29 độ C, thật sự đây mình nói thật, anh em cũng cần phải tối lại một chút thì nó mới gọi là mượt mà. Còn với RAM D5 thì ở đây mình sử dụng RAM là Kingston Fury Beast với bus là 5200, thì anh em có thể để mặc định luôn. Em này khi cắm vào thì nhận 4800, đẩy bus khá cao rồi thì anh em có thể bật XMP lên để đẩy em nó lên là 5200. Còn thực ra ấy, khi mà anh em chơi game ấy, RAM D5 D4 bây giờ nó vẫn chưa thực sự tạo ra quá nhiều điều khác biệt nhá. Thậm chí cái mức khác biệt anh em thấy được là khoảng từ 1-2%, và trong khi anh em sử dụng cấu hình khủng như này, cái mức FPS anh em đạt được có khi lên đến 400, 500 hoặc 600 FPS, thì cái mức chênh lệch 1-2% nó sẽ không phải vấn đề của anh em. Nên lựa chọn của anh em sẽ là tùy từng người. Và theo như mình đánh giá, nếu như chúng ta có điều kiện ấy, thì có thể sử dụng như kiểu 4070 Ti này, Intel Core i5 13600K, xong chúng ta cắm RAM D4, xong main cũng kiểu main support D4 ấy, thì cái mức giá tối ưu của sản phẩm nó sẽ tuyệt vời hơn. Và khi mà anh em sử dụng ấy, anh em có thể chuyển sang sử dụng những cái mẫu màn hình có cái tần số quét cao khoảng là 240Hz. Thì mình cũng sẽ đánh giá luôn cái cấu hình này khi mà chơi game. Thì với những tựa game offline, những tựa game nặng hơn ở trên thị trường, thì cái mức FPS đạt được vẫn vô cùng ấn tượng, khoảng từ 120FPS đến 170FPS khi chúng ta chơi game. Và anh em lưu ý giúp mình một chút, thì đây là chúng ta chơi game ở chế độ phân giải là 2K chứ không phải Full HD. Còn khi mà lên 4K thì sẽ hơi khác một chút. Ở đây thì mình không mượn được màn 4K, thế nên mình sẽ test trước cho anh em chơi game chế độ phân giải 2K nhé.
Ok, và để giúp cho anh em trước và sau Tết chơi cho vui vẻ thì đây sẽ là một cấu hình mình nghĩ là anh em nên dinh luôn về để sử dụng và chơi game. Nó sẽ là tuyệt vời nhất, giá cả thì cũng gọi là hợp lý. Còn Tết chúng ta cũng sẽ nghỉ khá dài đấy, nên có một cấu hình để mua thẻ quẩy xuyên Tết cũng là một cái sự lựa chọn không tồi đâu. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha.